Xin chào tất cả các bạn nha. Thì video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta xóa bạn bè trên Zalo, hay là cách để mà chúng ta hủy kết bạn trên Zalo nha. Thì vì mà có lý do nào đó mà các bạn không muốn kết bạn với người ta nữa, và bây giờ các bạn muốn xóa hay là các bạn muốn hủy kết bạn với họ, thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hủy nha. Thì bước đầu tiên các bạn mở ứng dụng Zalo lên. Thì khi mà các bạn mở ứng dụng Zalo lên rồi á, thì các bạn bấm vào cái mục danh bạ này nha. Thì khi mà các bạn bấm mục danh bạ rồi á, thì các bạn có thể kéo xuống các bạn tìm này những cái người bạn nào mà các bạn muốn hủy nha. Nếu như không có trong cái phần đây bạn bè của các bạn lên nhiều quá, thì các bạn có thể bấm vào tìm kiếm này, các bạn nhập tên của người ta nha. Đó, nhập tên người mà các bạn muốn hủy nha. Thì bây giờ mình sẽ hủy đi một cái người nào đó đi. Đây, bằng cách các bạn bấm vào người đó như thế này nha. Rồi sau đó bạn bấm vào cái mục ở trên đây. Sau đó các bạn bấm vào trang cá nhân này. Đây thì trang cá nhân đây nha. Các bạn chỉ cần bấm vào nó có một trang cá nhân này. Và các bạn bấm vào một trang cá nhân. Sau đó các bạn bấm vào ba chấm ở góc trên bên phải màn hình này. Rồi sau đó các bạn bấm vào xóa bạn này. Rồi sau đó bạn bấm vào xóa. Rồi như thế thì mình đã hủy kết bạn hay là xóa bạn trên Zalo thành công nha. Thì mình thấy hủy kết bạn hay xóa bạn bè trên Zalo thì nó cũng đơn giản như vậy thôi. Rồi video của mình cũng dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Bạn nào thấy video của mình hay cũng như là hữu ích thì đừng quên cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.